Chào các bạn, sáng nay anh Phi đang có mặt tại cửa hàng Abo và hôm nay anh Phi buổi sáng ngày hôm nay anh Phi sẽ test hai đơn hàng. Một đơn hàng là một con rắn điều khiển từ xa, anh Phi sẽ test sau và trước mặt các bạn đó chính là cái mã hàng 3688-15A màu đỏ. Tại sao đơn hàng này anh Phi test trước? Bởi vì đơn hàng này nó có một cái thông tin nó khác biệt với lại những cái thông tin khác. Bởi vì đây là quà tặng và cái người mua tặng thì họ đã chuyển khoản cho Abo 100% tiền hàng và tiền phí rồi. Cho nên việc gửi hàng cho khách hàng là người nhận hàng lại là không phải là người mua hàng, mà người được nhận hàng là người được người khác tặng. Cho nên nó là khách hàng không phải thanh toán gì hết. Cho nên anh Phi sẽ phải thiết lập cái việc giao hàng qua một cái phần mềm, nó gọi là phần mềm Kiosk Việt. Và Kiosk Việt thì khi nó in ra thì nó sẽ in ra như vậy. Đây là cái phiếu vận chuyển, nó khác biệt với lại những cái phiếu vận chuyển khác các bạn thấy. Đây là phiếu vận chuyển anh Phi thiết lập từ Sengo, một cái app cho dịch vụ giao hàng của diễn đàn thương mại Sen Đỏ. Còn ở đây đi thông qua phần mềm Kiosk Việt thì nó sẽ là như vậy. Nó khác biệt, nó sẽ không có thu hộ, rồi nó cũng không có phí vận chuyển luôn, bởi vì phí vận chuyển anh Phi đã nhận từ cái người mua tặng rồi. Thì anh Phi trả trực tiếp cho người vận chuyển, anh Phi set up đơn cho người vận chuyển luôn. Vậy thì qua cái phần mở màn này thì các bạn biết được rằng là hiện nay Abo sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mua quà tặng cho các bạn. Giống như những ngày qua có cái dịch vụ là anh Phi test xong anh Phi đóng, anh Phi gói quà, đây giấy gói quà nó có rất là nhiều màu, anh Phi gói quà xong anh Phi mới đóng hàng và gửi đi. Thì các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ này để dành tặng quà cho người khác, tặng quà sinh nhật cho người khác cũng được, Abo sẽ lo luôn cho các bạn nhé. Nhưng các bạn phải đạt niềm tin với Abo cái đã, còn nếu không đạt niềm tin với Abo thì rất khó để làm chuyện này. Và anh Phi cũng rất là vui mừng khi các bạn khách hàng này đặt niềm tin ở Abo để Abo làm cái phần quà sinh nhật, phần quà chứ không phải sinh nhật, gửi quà thôi. Có thể là quà mùa hè, quà Noel, quà Tết, quà sinh nhật, quà thích tặng quà cho vậy đó ha. Thì khách không có yêu cầu gói quà, cho nên là anh Phi chỉ việc test và đóng hàng và gửi cho khách thôi. Rồi bây giờ anh Phi sẽ cố định góc máy và bắt đầu test đây. Rồi anh Phi sẽ khui cái hàng này ra đây. Cái việc cận cảnh cái sản phẩm dòng 3688-K15A hoặc K11A thì anh Phi đã làm rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà cái việc test hàng để gửi đi á, thì đối với Abo và nhân viên Abo thì cũng phải làm lại thôi. Bởi vì anh Phi muốn qua cái đoạn test này để khách hàng hiểu rằng là cái công tác kiểm hàng, gói hàng, đóng hàng và gửi đi của Abo như thế nào. Anh Phi không biết là những cửa hàng khác làm ra sao, nhưng với Abo là như thế này. Khui sản phẩm ra, rồi test sạc, test pin, rồi gắn pin vào, thử các cái động tác cơ bản xong xuôi hết mới đóng gói trở lại và đóng hàng thêm một lần nữa ở phía ngoài và gửi đi. Đấy, cho nên cái việc mà hàng hóa tới tay khách hàng mà bị mở hộp, khui hộp hay là khui cái hộp ngoài và khui hộp trong là không đúng nha các bạn. Tất cả mọi thứ đều được sẽ chỉnh chu để gửi đến cho các bạn. Và nếu khi các bạn nhận hàng mà trong tình trạng mà hộp nó bị mở ra hoặc là hộp hàng nó bị xáo trộn ở trong này thì chứng tỏ rằng là có một sự tham gia của một bên thứ ba rồi. Thì ngay thời điểm đó các bạn chụp cái hình lại, dùng cái điện thoại chụp cái hình lại và các bạn có thể không nhận hàng. Tại vì trong tình huống đó là đã bị một bên thứ ba khui ra. Nhưng mà các bạn yên tâm là hiện nay đối với bưu điện thường anh Phi sẽ gửi qua bưu điện rất là nhiều, gửi qua VNPost đó các bạn. Thì bên bưu điện làm việc thì anh Phi cũng đặt niềm tin khá là nhiều với bưu điện. Hồi xưa có làm với giao hàng nhanh nè, giao hàng tiết kiệm nè, Ninja Vân nè, GNT nè, Best ENC nè. Đấy, rồi rất là nhiều nhà cung cấp về vận chuyển, nhưng cuối cùng thì anh thấy xét về uy tín thì bưu điện vẫn là được chọn lựa hàng đầu. Mặc dù nói thật là bưu điện nó cao giá hơn những anh khác, nhưng mà bù lại cái bưu điện họ giao chuẩn hơn, rồi họ cho lưu hàng tại kho và họ giao lại cho khách hàng ít nhất cũng phải vài lần. Nếu không được, không liên lạc được thì họ mới trả hàng về, chứ không phải là mới hôm trước hôm sau mà trả hàng về. Thì đó anh nói thêm về mặt giao hàng. Còn bây giờ thì cho anh Phi xuất hiện một ít cái thông tin về cửa hàng Abo nha, để các bạn có liên lạc với anh Phi thì có thông tin ha. Rồi các bạn, chiếc xe thì rất đẹp rồi, nhưng mà đây thông tin của Abo, đây là số điện thoại và Zalo, các bạn có thể liên lạc qua ba số này để anh Phi gửi mã, gửi hình, hoặc là anh Phi báo giá vận chuyển, hoặc là cái ngày chuyển hàng tới nơi cho các bạn, hoặc là liên lạc rằng là anh chị đang muốn mua món này, cửa hàng Abo test xong rồi gói quà luôn cho anh chị. Quà gói chúng ta sẽ chọn những cái màu giấy nào chẳng hạn, vậy anh Phi sẽ xác nhận với khách, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ, hay là màu vàng, hay là màu hồng hay gì gì đó. Đấy, còn những cái màu vàng nữa nè, rồi màu hồng nữa nè, đó ha, các bạn cứ chọn thoải mái.
ở Abo sẽ không gói bằng giấy, giấy là giấy đâu ha, cái này là giấy kiến. Còn giấy là giấy, khi gói á, thì thứ nhất là chi phí nó rất là cao, cái thứ hai á, gói không khéo thì nó lại không đẹp, cái thứ ba nữa là nó rất là khó gói, và nhân viên Abo nếu làm nhanh quá sẽ gói không đẹp, cho nên anh Phi sẽ chọn cái giấy kiến. Nhưng mà khi gói lên cột nơ thì cũng sẽ rất là tuyệt vời ha. Rồi đây là thông tin, rồi anh Phi quay trở lại chút xíu. Các bạn chuẩn bị thông tin nè, thôn, ấp, số nhà, tên đường, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố, để anh Phi có thể có thông tin để tra cứu phí gửi và ngày gửi cho các bạn ha. Rồi, có phần thông tin quảng cáo anh Phi đi qua nhé. Và anh Phi sẽ trở lại với việc test hàng. Đây là cái cửa, khi ở tư thế mở các bạn đừng dùng tay đè, nó sẽ có một cái nút trên tay điều khiển để điều khiển cái việc đóng mở cửa này ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cho pin vào với lại sản phẩm, nhưng trước đó thì anh Phi sẽ phải gỡ cái ốc nhựa của tay điều khiển ra để lấy cái tay điều khiển ra cho pin vào cái đã, rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp ha. Rồi đây có con ốc ở dưới này, chúng ta sẽ phải vặn con ốc này ra rồi cho pin vào ha. Thì đây là một cái đoạn test nó kiểm nhận về chất lượng và cũng là một cái sự chia sẻ với khách hàng về cái cách chúng ta chơi, cái cách chúng ta bỏ pin vào ha. Và bỏ pin, cho pin vào thì cũng phải đúng ha, đầu cực đàng hoàng, cộng trừ ha. Thường cái đầu trừ nó hay vô cái lò xo này nè các bạn, ở đây nó có cái lò xo nè ha, đấy, vô cái lò xo rồi chúng ta gài lại. Tại vì một hồi nữa khi đóng hàng gửi đi anh Phi sẽ lấy pin ra, cho nên anh Phi không bắt con ốc ở chỗ này, lấy pin ra để tránh cái tình trạng đó là cái tay điều khiển này khi các bạn lắc ngang á, là cái bánh xe nó sẽ quẹo, cho nên khi lắc ngang á, là nó tự động nó sẽ truyền một cái dòng điện ở trong này, dòng điện nhẹ ở trong này, cho nên nó sẽ xảy ra tình trạng nếu các bạn khi hàng đi nó để nghiêng á, nó nghiêng như vậy nó sẽ dễ hết pin trong này lắm ha. Còn khi chơi xong các bạn cố gắng tìm một cái mặt phẳng để cái tay điều khiển như vậy, hoặc là các bạn gỡ pin ra luôn ha. Rồi anh Phi sẽ cho pin vào trong này, nhưng trước hết anh Phi phải lấy bộ pin và bộ sạc ra cái đã. Bộ pin và bộ sạc thì nó nằm ở đây nè mấy bạn, đây đóng gói nó nằm ở đây. Pin này là pin sạc rời, nó giống giống như vậy nè, nhưng mà nó là pin sạc. Nếu chơi mà trong tình trạng bị mất một viên hoặc là bị hư bộ pin thì các bạn có thể chuyển vô chơi cái này cũng được à. Và ở Abo cũng có những cái bộ pin như vậy luôn, và cũng có bộ sạc hai cho cái bộ sạc này, mà nó sử dụng con cốc sạc là cốc của cái dòng điện thoại Android á các bạn. Các bạn hay thấy như vậy nè, à, điện thoại Samsung rồi Sony rồi Vivo rồi Oppo rồi đó là đều có thể dùng được để sạc cho cái bộ sạc mới, cái cốc sạc nó gồm cổng USB á. Thôi thì cái này anh Phi bỏ qua đi ha. Đó, chúng ta sẽ gỡ cái này ra cho pin vào ha, rồi chúng ta sẽ bắt đầu test nha. Rồi anh Phi đã lấy cái cốc sạc ra rồi và pin ra rồi. Pin này là một cái pin mới, nó có cái phần màn co ở đây, anh Phi kéo cái màn co này, anh Phi sẽ lật nó ra ha, xé nó ra rất là dễ. Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm bán đồ chơi thì anh Phi xé pin nó nhanh, kiểu đó là nhanh nhất. Và ở đây nó cũng sẽ có một con ốc ha, anh Phi sẽ gỡ con ốc này ra à, xong rồi anh Phi sẽ cho pin vào. Và pin vào thì lưu ý khi mà gỡ cái nắp này các bạn dùng hai cái ngón tay ha, các bạn quấu vô hai cái đầu chỗ này nè, đây một cái quấu vô nè, kéo nó ra ha. Rồi cho pin vào thì cũng giống vậy, đầu dương đầu âm, đầu âm thì luôn luôn đi với lò xo ha, tương ứng như ngược trở lại ha. Rồi rồi ở trên này nó sẽ có công tắc off để nghỉ và sạc, off để nghỉ và sạc nha, on để chơi ha. Rồi pin đã có trong tay điều khiển rồi, pin đã có trong sản phẩm rồi, và bây giờ nhiệm vụ của anh Phi là on lên để chơi. Khi on á thì trước hết chúng ta sẽ thử cái cửa này cái đã ha. Đây anh Phi nhấn nút đóng mở cửa nè, à, đóng cửa cho tới khi nó đóng lại mình buông ra à, đóng nhấn miết là nó sẽ mở lên, còn nhấn miết luôn không buông thì nó sẽ mở lên mở xuống giống như làm siết vậy đó ha. Rồi à, ngay thời điểm mà cửa mở như vậy nè, các bạn đừng dùng tay, các bạn đè xuống, mà các bạn sẽ dùng cái nút chức năng để các bạn nhấn để cho nó đi xuống. Còn ngay thời điểm mà nó đi xuống rồi á, thì các bạn dùng tay các bạn mở thoải mái không, tự động nó sẽ trả lại cái tư thế mở cửa. Bởi vì nguyên lý hoạt động của nó ở trong nó sẽ có một cái cần đẩy, khi nó đẩy cái cửa này lên mà nó mở như vậy rồi á, là nó đẩy ngay đây nè, mà khi đẩy vậy các bạn đè xuống nó sẽ nhảy cái ngàm trong này và nó sẽ liệt luôn cái cửa. Cho nên tốt nhất các bạn sử dụng cái nút này để đóng mở cửa ha. À, rồi ở đây khi các bạn nhấn chạy tới, cái bánh xe này nó sẽ quay, nó để chiếc xe chạy tới và đèn trước nó sẽ cháy, các bạn không, nó sáng lên nè, các bạn thấy không, hai đèn nó sáng lên nè ha. À, còn khi chạy lui
thì ở sau này sẽ không có đèn đâu các bạn ha, không có đèn ha. Rồi đó là cái cách nó sẽ là như vậy. Và ở đây khi các bạn nhấn rẽ trái rẽ phải thì cái bánh xe này nó sẽ rẽ nè, đó, nó lật ha, đó là rẽ đó. Hoặc là các bạn nắm các bạn lật ngang nó cũng lật nè ha, được chưa? Đấy ha, lật nè ha. Ở trong này nó có cái bộ lắc ở trong này nè. Đấy, được chưa? Đấy, rồi. Cái cách nó sẽ là như vậy. Và cái chuyện mà test chiếc xe này chạy tới chạy lui thì nó quá dễ dàng rồi. Đây, các bạn nhấn chạy tới thì nó sẽ chạy tới, không? Các bạn nhấn chạy lui thì nó sẽ chạy lui. Các bạn nhấn chạy tới quẹo phải thì nó sẽ quẹo phải. Các bạn nhấn chạy tới quẹo trái thì nó sẽ quẹo trái ha. Rồi. Đây. Và cái viên pin này anh Phi nhân hướng dẫn luôn các bạn cái cách sạc. Trong khi gửi hàng đi anh Phi sẽ đóng cái cửa này lại nha, anh Phi không mở lên. Khi mở lên khi vận chuyển nó ảnh hưởng tới cái cửa. Rồi đây, bây giờ anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn tới cái cách sạc pin này nha.